Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Châu Trang Người Miền Tây. Hôm nay mình ra đây để tìm một chỗ yên tĩnh thoải mái để tâm sự với các bạn nha. Thì mình mới vừa đọc ở trên mạng đó là ngày 29 tháng 4 công an tỉnh Tuyên Quang mới vừa phá thành công cái vụ án mà nghi là buôn bán người, mà đặc biệt là buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc đó các bạn. Thì như mình đã biết thì cái những cái vụ việc mà buôn bán phụ nữ trẻ em sang biên giới thì nó cũng không phải là cái vấn đề mới, tuy nhiên nó vẫn cứ diễn ra hàng ngày, cho nên là mình đọc được cái tin như thế này thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là các bạn nữ ha. Mình đừng có chủ quan, mình đừng có dễ nghe lời người khác để người khác lợi dụng mình ha. Cái vụ việc nó cũng diễn ra, nó mình nghĩ thì nó có cái sự phối hợp giữa những cái nghi phạm đó các bạn, nó chặt chẽ, cho nên là nếu như mình không suy nghĩ thấu đáo thì mình sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Tức là cái vụ việc này diễn ra là vào tháng 9 năm 2019 là cái có một cái chị đó, công an giấu tên là họ tên là H T S quê ở đâu ta, Cao Bằng, Tuyên Quang gì đó đó, thì bị một cái anh tiên này, là cái anh này tên Lên, là cái anh này thì nói chung là cũng phải không biết mà lười biếng không chịu qua làm việc, nhưng mà được có cái là bạn trai, cho nên là mấy tìm cách dụ dỗ những chị em phụ nữ, lừa họ để làm quen và nói lời yêu đương đó, mà yêu đương mật ngọt để cho những cái người phụ nữ này tin tưởng vào mình, và hứa hẹn là sẽ cưới nhau, làm đám cưới gì đó, và rủ những cái người phụ nữ này đi sang Trung Quốc để làm việc. Tức là sau một cái thời gian quen biết nhau rồi tỏ tình rồi làm quen, tức là làm đủ cách để cho những cái người phụ nữ này nè tin tưởng mình đó, tin tưởng mình một cách tuyệt đối, thì hứa hẹn làm đủ chuyện, nào là quà tặng, nào là đi chơi gì đó, đúng không? Rồi hứa hẹn là làm đám cưới đó, thì phụ nữ mình mới tin đó. Cho nên là khi mà rủ sang Trung Quốc để làm ăn đó, để làm việc, để kiếm tiền sinh sống đó, thì cái chị này chị mới đồng ý. Và cái tên thanh niên tên Lời này không phải là làm một mình các bạn, tức là hắn còn kết hợp với hai vợ chồng của anh đó, là tên gì đó, tên Bó đó. Rủ cái chị này, cái tên thanh niên đó, rủ cái chị này đi sang Trung Quốc, và cho đường đi sẽ ghé nhà của cái vợ chồng của anh Bó đó, và để cho chị này đừng có nghi ngờ á, thì hắn mới nói là cái vợ chồng của anh Bó này là người quen trong gia đình của hắn, đến ghé ở đó để mà có thể nghỉ ngơi đó. Rồi khi mà lừa cái chị này đi sang Trung Quốc á, thì hắn chuẩn tự hắn đi ha, hắn đi cho biết là nó hắn đáng ghét thì để cho tránh cái sự mà nghi ngờ, hay là tránh cái sự mà phải khai báo trước những cái cơ quan chức năng đó, ở cái đường xung quanh các những cái cửa khẩu đó, thì cái tin là này nè, nó sẽ dẫn cái chị ớt đó đi theo cái đường biên giới vượt rừng đâu đó các bạn đó, và mới bị là các anh công an mới bắt được đó. Thì khi mà bắt được thì sau cái thời gian mà đấu tranh á, thì hắn cũng khai ra là hắn đã bán được tới 6 người rồi các bạn đó, bán được 6 người, lừa được 6 người sang Trung Quốc rồi. Như vậy thì cái vấn đề mình muốn nói ở đây đó là chị em phụ nữ chúng ta nên cẩn trọng đối với những cái người lạ, những cái người không phải là từ địa phương của mình đến, mặc dù là họ có thể là dùng nhiều cái chiêu trò để làm quen, để tán tỉnh mình, tuy nhiên mình cũng phải tìm hiểu cho nó thật là kỹ càng các bạn ha. Nhất là những bạn trẻ bây giờ, mình thấy là như các bạn trẻ là dễ dàng làm quen với nhau, khi mà không biết gì về nhau vẫn có thể làm quen ở trên mạng Zalo, Facebook, chat gì đó, rồi cuối cùng lại hẹn gặp nhau, rồi không có cho người nhà biết chẳng hạn, thì lỡ mà bị lừa gì đó thì mình không còn tỉnh táo để suy nghĩ ra cái cách giải quyết. Hoặc là khi mà có những cái trường hợp á, có những trường hợp mà những cái tên phạm tội á, nó còn dùng nhiều chiêu trò, ví dụ như là thuốc mê nè, đánh thuốc mê vào trong nước uống chẳng hạn, thấy không? Hoặc là khi nó lừa mình đi ra ngoài những cái nơi vắng vẻ rồi, thì nó sẽ kết hợp 3-4 người gì đó sẽ bắt cóc mình đi, thì mình cũng không biết. Và cái tình trạng này diễn ra ở khu vực nông thôn đó các bạn, đối với những cái người mà phụ nữ mà kiến thức chưa có nhiều,
học ít đó thì họ chưa có nắm bắt được thông tin, hoặc là những cái bạn mà những chị em phụ nữ mà ở vùng quê mà hàng ngày phải đi làm á, chưa có tiếp cận được với công nghệ hiện đại để mà mình biết được những cái sự việc nó xảy ra thường xuyên như thế nào, và cái hành vi phạm tội của những cái kẻ bắt cóc nó ra làm sao, thì mình sẽ không có cái biện pháp để phòng ngừa. Hoặc là khi mà mình dễ dàng tin tưởng người quá đó thì mình cũng sẽ dễ dàng bị lừa gạt, bị dụ dỗ. Hoặc là đối với những cái bạn trẻ, những cái thanh niên trẻ, những cái bạn gái trẻ đó, ta nói là trẻ người non dạ đó các bạn, tức là mình suy nghĩ chưa tới. Hoặc là những cái bạn mà nó hay thường đánh vào những cái bạn như là nói chung là trẻ một xíu, có nhan sắc một tí xíu mà không có muốn làm việc các bạn, muốn là được hưởng thụ đó, rồi đua đòi rồi đó, thì sẽ dễ dàng bị những cái tên này nó sẽ lợi dụng. Ví dụ như là nó tặng cho một xíu quà gì đó, hoặc là cách ăn mặc của nó sang trọng như thế nào đó, rồi nó sẽ dễ dàng tiếp cận với mình, rủ rê mình đi chơi, nó sẵn sàng chia ra một cái số tiền để đánh bóng tên tuổi của nó, địa vị của nó, rồi sau đó là mình sẽ dễ dàng bị lợi dụng. Rồi khi mà bị lợi dụng thì mình sẽ bị nó dụ dỗ, nó lừa, nó bán mình sang Trung Quốc, hoặc là sang Campuchia, hoặc là sang những cái nước khác lúc nào mình không hay các bạn ha. Cho nên là khi mà chúng ta sống trong cái thời buổi nó hiện đại như thế này thì chúng ta cũng nên bỏ một cái thời gian để tìm hiểu những cái thông tin, những cái sự việc mà diễn ra hàng ngày, và mình cũng nên cảnh giác trước những cái người lạ các bạn ha, để mình không có rơi vào những cái trường hợp giống như là chị Ết, hoặc là trường hợp của rất là nhiều những cái chị em phụ nữ khác, để ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình các bạn ha. Mình chia sẻ bao nhiêu đây, mong rằng là các bạn sẽ tìm ra được những cái kiến thức bổ ích cho mình, để mình sống một cách vui vẻ, thoải mái các bạn ha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nhé.